nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật, tập trung vào vũ khí mới, hiện đại, góp phần hiện đại hóa quân đội là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 được Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức vào sáng nay. 6 tháng đầu năm, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng theo các đề án, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Chú trọng nâng cao trình độ khoa học công nghệ, chủ động nghiên cứu, thiết kế, chế tạo nhiều trang thiết bị vũ khí mới, hiện đại, đáp ứng nhu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Tích cực làm việc với các tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước, mở rộng hướng phát triển các mặt hàng kinh tế và xuất khẩu, duy trì sản xuất ổn định các sản phẩm truyền thống, góp phần bảo đảm các chỉ tiêu kế hoạch, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong thời gian tới, nhất là 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục xác định, tập trung triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết 08, bảo đảm hiệu quả thiết thực, tham gia xây dựng các chương trình đề án đóng tàu cho các lực lượng trong toàn quân, bảo đảm. Quản lý chặt chẽ các đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Bên cạnh đó là việc tăng cường mở rộng phát triển thị trường trong và ngoài nước, nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng và tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sáng nay đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết 513 là Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả việc lập, phân bổ dự toán ngân sách hàng năm. Các cơ quan đơn vị đã chủ động nắm nguồn tài chính để cân đối, phân bổ ngân sách quốc phòng, ngân sách địa phương, bảo đảm cho các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thứ tự ưu tiên, chế độ cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được bảo đảm đầy đủ, đời sống cán bộ chiến sĩ được nâng cao. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tăng đầu tư cho mua sắm, nâng cấp, cải tiến, bảo quản, sửa chữa vũ khí trang bị, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đã có nhiều biện pháp quản lý phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác tài chính quân đội, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản của đơn vị. Đồng thời có nhiều biện pháp triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẽ tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường bảo đảm và hỗ trợ ngân sách địa phương cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tập trung cho các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện dự bị động viên, xây dựng các công trình phòng thủ, công trình chiến đấu và không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội.